Tập 4. Con đó Vinh Quang chờ phía trước. Jealous, ghen tị. Good morning, chào buổi sáng. Good morning. Tiễn tiễn. Ba. Ba nghe nói con nói với mẹ là muốn mua di động sao? Con xem như vậy được không? Ba đưa điện thoại của ba cho con dùng. Ba dùng là cái máy nhắn tin. Không cần đâu ba. Con cần điện thoại để tiện liên lạc với bạn cùng lớp thôi. Không có gì quan trọng. Con sẽ bảo các bạn lần sau gọi vào mấy bạn nhà mình. Được. Gì chứ? Hôm nào được nghỉ con gọi các bạn cùng lớp đến nhà mình chơi. Cũng là dịp để bồi đắp tình cảm. Dân. Đây không phải chữ con nhỉ? Chữ này ai viết mà đẹp đấy? Là của Châu Tư Việt. Giờ học tiếng Anh con lỡ ngủ quên mất, nên cậu ấy chép lại cho con. Con bé này lên lớp mà lại ngủ gật. Phải công nhận thằng bé Tư Việt tốt thật đấy. Vừa đổi chỗ vừa chép bài giúp. Thường ngày rất quan tâm tới con. Ba. Sao ba lại biết chuyện đổi chỗ vậy? Không phải là ba nhờ cô ấy làm đấy chứ? Bảo sao hai hôm trước thấy ba nói chuyện với cậu ấy dưới tầng. Dạo này cô ấy lại hay quan tâm con như vậy. Không đâu Tiễn Tiễn, là ba sợ con bị bắt nạt, cho nên mới bảo với Tư Việt. Chuyện này ba, ba đừng có như vậy. Con không cần ba làm mấy việc này. Con có thể tự giải quyết ổn thỏa việc của mình. Ba đừng tham gia vào. Hơn nữa con cũng không muốn thấy người khác vì con mà phải làm chuyện mình không thích. Sao lại là chuyện mình không thích được Tiễn Tiễn? Thật ra ba và Tư Việt, chào buổi sáng. Sao chỉ có mình cậu? Bạn cùng bàn đâu? Không biết. Các cậu cãi nhau à? Đâu có. Vốn dĩ chúng tôi cũng không thân lắm. Tôi đi tìm cô đọc bài trước đây. Cậu được đấy. Cậu trêu tức bạn cùng bàn rồi đúng không? Cậu ấy sáng nay cho tôi leo cây, làm tôi suýt nửa muộn học. Sao lại là tôi trêu tức cậu ấy? Bạn bè giống như rượu, ở lâu mới biết lòng nhau. Đọc tốt lắm, rõ ràng đã chịu khó học. Tiếp tục cố gắng. Em cảm ơn cô. Em không phải ngồi cùng bạn với Châu Tư Việt sao? Em nên luyện tập cậu ấy nhiều lên. Bạn ấy nói tiếng Anh chuẩn lắm. Đừng cảm thấy ngại ngùng. Bạn cùng lớp giúp đỡ nhau là lẽ thường. Em đã làm phiền cậu ấy nhiều rồi. Thôi em về lớp đi. Tú có mỗi hớp coca cậu thật sự không? Này, xin lỗi tôi. Không cố ý, xin lỗi cậu. Về lớp lao đi là xong ấy mà. Xin lỗi. Ho gì bà nhìn. Đi thôi. Đi. Xin lỗi nha.
Không sao, tôi không cần đâu. Mặc vào. Cậu định để như vậy về lớp sao? Cảm ơn. Tại sao sáng nay không đợi tôi? Tôi biết hết rồi. Là ba tôi và cậu trông nom tôi đúng không? Vì mỗi như vậy thôi sao? Làm phiền cậu rồi. Cậu có thể không cần giúp tôi nếu như không muốn. Cậu cười cái gì? Bỏ đi. Chắc cậu không nhớ đâu. Cái gì? Cậu nói đi. Thật ra tôi còn nợ cậu một ân tình. Hồi 5 tuổi, tôi về quê ông nội, gặp đúng trận lũ lụt. Tôi đã sang nhà cậu ở nhờ còn gì. Nè, tôi muốn đi vệ sinh. Phòng vệ sinh ở ngoài, cậu tự đi đi. Cậu tè dầm rồi, lêu lêu. Nhà cậu làm gì có phòng vệ sinh, tôi không nhịn được nên mới. Ở ngay bên ngoài đấy thôi. Tôi không biết cách dùng. Cậu lớn như vậy mà không biết đi vệ sinh. Tôi phải mách mẹ. Đừng mách mẹ cậu. Lần sau cậu lên thành phố tôi đưa cậu đi chơi. Quá ra cậu cũng có lúc như vậy. Trong như vậy mà cậu dám nói linh tinh là cậu chết chắc đấy. Vậy cậu định đưa tôi đi đâu chơi đây? Cái gì? Cậu đã hứa với tôi. Đồ đục nước béo cò. Sao cậu lại như vậy? Một giờ chiều thứ bảy, đợi trước cửa nhà cậu. Đêm hôm đi ăn trộm sao? Con không ngủ được. Thấy con vẫn tỉnh táo đấy chứ. Lát nữa kèm đến Tuấn Thông học toán đi. Chiều nay con bận. Cuối tuần có việc gì mà bận? Phải lên trường làm báo. Tuần sau trường sẽ kiểm tra. Con không phải không được bầu làm cán bộ lớp sao? Con đến giúp tôi. Về sau bớt làm mấy chuyện này đi. Tốn công vô ích. Còn ảnh hưởng gì học. Tướng, đi lại một nước, không đi lại, không chơi đi lại. Anh Lý, Tiểu Châu đấy à, đánh cờ sao? Tướng, ông chắc chứ? Không được chơi lại đâu đấy. Vậy thì cháu xin lỗi. Qua mắt không nhìn thấy. Này, ông đã nói lần thứ 5 rồi. Một nước thôi. Đến rồi sao? Ông ơi, cháu xin phép. Mọi người chơi đi. Chạy làng sao? Hôm nay làm sao vậy? Tôi chơi với ông. Làm gì vậy? Tại cậu hết đấy. Lề mà lề mê. Có ốc sên. Con gái mà. Mùi gì vậy?
Có gì đâu. Gà rán đây. Cảm ơn ông chủ. Tôi mời cậu bữa này nhé. Tôi không có thói quen để con gái trả tiền. Xem ra cậu hay đi chơi với con gái lắm nhỉ. Không đời nào. Cậu mau ăn đi. Tham Hải có chỗ nào chơi vui không? Chỗ chơi vui. Bảo tàng công nghệ. Nhà hát trên biển cũng được. Tôi biết gần đây có một cây cầu ngắm được cảnh đêm đẹp lắm. Chỗ này nhiều năm trước là một làng chài. Gần đây kinh tế phát triển nên dần dần trở nên thịnh vượng. Thỉnh thoảng cậu cũng siêu lắm. Cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. So với cậu thì dư sức thật. Đúng là mới khen cậu một câu cậu đã dên giáo. Đinh Tiễn, thực ra cậu những lúc không lì lợm cậu cũng cũng thế nào. Cũng giống người bình thường lắm. Cậu mới bất thường thì có. Thôi được. Sao này cậu muốn đi chỗ nào? Cứ nói với, trước với tôi đi. Nếu rảnh tôi đưa cậu đi lanh quanh. Tiễn Tiễn. Học trưởng, sao anh lại ở đây? Anh tới mua mấy thứ. Bạn cùng bạn của em sao? Khá thân đấy chứ. Đâu có đâu. Hình như anh biết cậu ấy. Tên là Châu Tư Diệt đúng không? Anh biết cậu ấy. Người nổi tiếng nghe đồn suốt. À đúng rồi, CD lần trước anh đưa em. Nghe hết chưa? Nghe rồi, cô giáo còn khen em đấy. Cảm ơn học trưởng. Không cần khách sáo với anh. Anh sẽ tìm thêm mấy quyển. Rồi giờ chú Đinh mang về cho em. Dạ được. Vậy thôi, em mau quay lại ăn đi. Vậy em về nhé học trưởng. Bye bye. Sao cậu ăn hết cá viên của tôi rồi? Cậu trò chuyện rơm rã lắm mà. Lòng dạ nào mà còn ăn được. Tôi cũng có nhờ cậu ăn hết đâu. Còn thừa đúng một viên. No rồi. Chiều đi xem phim đấy. Tôi bao. Được. Muốn xem phim gì? Xem phim này đi. Bom tấn Hollywood. Phim 2012 à? Được. Cậu đợi nhé. Tôi đi mua vé. Xin lỗi. Làm gì vậy? Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Là cái gì vậy? Kính 3D. Cậu chưa xem bao giờ sao? Xem rồi chứ. Dĩ nhiên là rồi. Đi thôi. Xin lỗi. Xin lỗi. Hàng ghế này. Tư Diệt, Đinh Tiễn.
Cậu thấy hơi buồn đúng không? Tôi buồn gì? Cậu phải buồn chứ. Đồ ngốc. Tôi trả ơn cậu xong. Sau này chúng ta hết nợ nhé. Sau này tôi cũng không cần cậu giúp nữa. Vậy sao? Sắp thi cuối kỳ rồi. Không biết có ai đến tìm mình hỏi bài không? Yên tâm, chắc chắn không phải là tôi. Đinh Tiễn. Thầy chủ nhiệm. Đinh Tiễn, sao em lại chạy? Đinh Tiễn đừng chạy. Alo. Alo, thưa anh có nhu cầu mua nhà không? Không mua. Chưa mua thì anh có thể tìm hiểu qua trước. Hiện giờ dây vốn mua nhà tiết kiệm lắm. Tôi cũng không dây vốn. Anh ơi, anh không mua nhà có thể tìm hiểu khoản dây đi. Không mua nhà thì tôi dây làm gì? Đi chưa? Tôi có nhà ở, tôi không có thiếu. Được rồi, tôi không có thiếu tiền. Lãi suất bên cậu để tôi nói cậu nghe. Tóm lại cậu tính lãi như thế nào? Như vậy mà cậu nói thấp à? Tôi nói cho bà biết, cậu không bịp được tôi đâu. Cậu có biết tôi dạy môn gì không? Tôi là thầy giáo, tôi dạy toán đấy. Mấy con số của cậu, cậu nói tiếp đi. Không đúng, không đúng. Cậu đợi đấy, cậu đừng có cúp máy. Cậu đừng cúp máy, đợi đã. Alo. Như vậy đi, cậu nói tôi nghe xem. Các cậu tính lãi như thế nào? Cậu nói xem, ngày thực thế năm 2012, số cuộc sẽ như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ sẽ giống như trong phim. Động đất, sóng thần, núi lửa phun trào gì đó. Tôi nghĩ sẽ không như vậy đâu. Nếu như con người thực sự đứng trước sự diệt vong, thì chắc cũng phải có pháo hoa bay đầy trời, nghênh đón chết chóc bằng vẻ đẹp cuối cùng. Cậu không thể nghĩ tích cực được sao? Chẳng hạn vào năm 2012, chúng ta đang làm gì? Có lẽ tôi đang ngắm Tây Hồ ở Hàng Châu. Lại là Hàng Châu. Cậu thì sao? Ở Hoa Thanh làm thí nghiệm. Cậu định thi Hoa Thanh à? Cũng phải. Cậu học giỏi như vậy mà, chắc chắn sẽ thi đủ. Còn cậu không muốn đi nhìn ngắm phong cảnh đẹp hơn sao? Tôi không làm được đâu.
mục tiêu xa vời mới có giá trị thách thức hơn chứ. Vả lại, tôi chưa thấy được mấy người chăm chỉ hơn cậu, cố gắng hơn cậu đâu. Hãy tin vào chính mình, cậu sẽ làm được. Tặng cậu một câu: còn có vinh quang chờ phía trước. Hay lắm, hay lắm. Nếu nữa tôi quay lại, các cậu cứ đánh đi. Đến đây. Anh Tống chất giả quá, mệt đứt hơi. Tư Việt, năm nay cậu đón giao thừa với quỷ nhỏ nhỉ? Quỷ nhỏ, tôi nhớ là các cậu ghét cô ấy lắm mà. Sao lại lên lịch cùng đón giao thừa vậy? Mới đầu có chút hiểu lầm, nhưng sau phát hiện, ngoài cái tính hơi bướng xa thì cô ấy cũng hay ho. Cậu thì sao, Tưởng Trầm? Muốn cùng đón giao thừa không? Cậu nói có sớm hơn không? Tôi đã hẹn với người ta rồi. Quá xa, lên cấp 3 có bạn mới, quên phát đám anh em kết nghĩa này. Cậu xem hôm nay cậu ta đến đánh bóng mà cậu ta mặc như vậy. Tôi bận lắm, tôi ghé thăm hai cậu là tốt rồi. Giỏi nhỉ? Cậu lừa ai chứ, không ra cái gì. Đi thôi, hai đứa mình chơi. Mặc xác cậu ta đi. Đi đi, chơi hẳn hoi vào. Tấm thiệp quỷ nhỏ được cậu viết gì? Thiệp đào, thiệp mừng cô ấy viết đấy. Sao tôi với Sa Địch đều có, cô ấy không tặng cậu sao? Mẹ à, con đi học đây. Tư gì con đợi đã. Mẹ nghe cô Quyển Nhàn nói dạo này ngày nào cô ấy cũng sắc thuốc bắt cho Tiễn Tiễn, bảo là bổ khí. Con học hành mệt như vậy, con cũng phải bồi bổ đi. Con không cần đâu. Cô Quyển Nhàn bảo thuốc đấy đắng lắm, có tác dụng rất tốt. Mẹ thấy ngày nào Thiên Thiên cũng uống đấy. Vậy sao? Chào. Chào. Mẹ cậu lại đun thuốc bắc cho cậu sao? Mẹ tôi nói mùa đông rồi, phải bồi bổ thêm cho tôi. Người cậu yếu như vậy, đi học suốt ngày ngủ gật, bồi bổ là đúng. Ai yếu? Thôi uống bao lên. Đắng lắm sao? Đắng lắm luôn. Kẹo. Hết đắng chưa? Vị Việt Quốc. Không phải cậu không thích ăn kẹo sao? Mau đến trường thôi. Cậu không đi cùng tôi à? Tống Tử Kỳ còn đến, gặp tôi lấy đồ nữa. Cậu mau đi đi. Đêm nay cùng đón năm mới chứ. Đâu phải cậu không biết, tôi không có hứng thú với lễ Tết. Con có thể đừng chơi trội mãi được không? Năm nào cậu cũng chuồn trước, cả nhà mình không thể quay quần cùng nhau đón năm mới được sao? Các em chuẩn bị đọc bài buổi sáng nhé. Vở trang 6 sách cơ bản 7 ra. Cả lớp cùng đọc một lượt bài khóa hôm qua. Đồ của tôi đâu? Tôi biết hết đấy nhé. Khổng Sa Địch và Tống Tử Kỳ đều đã nhận được thiệp trước rồi. Sắp Tết Nguyên Đán tới nơi mà bạn cùng bàn này vẫn chưa nhận được. Cậu bảo không thích lễ Tết còn gì. Tôi nói không thích đón Tết chứ đâu có nói là không thích nhận quà.
ai cũng có, chỉ có mình là không có. Châu Tư Diệt, Đinh Tiễn, ra ngoài đứng cho tôi. Tôi có nói không làm cho cậu đâu. Tôi tự vẽ đấy. Tấm ban đầu bị em trai tôi bôi bẩn mất rồi, nên tôi làm tấm khác, hơi mù một chút. Đừng có xem luôn, về rồi hãy xem. Được đấy. Mấy hôm trước cậu không đi chơi với bọn tôi, ở nhà cũng không học hành tử tế. Cậu có thời gian để làm thiệp, ít chứ môn toán cũng tăng được 20 điểm. Cậu đừng có bà vừa được ăn còn được nói. Không cần thì trả tôi. Trả cho tôi. Hai đứa theo cô đến văn phòng. Bắt các cậu chép 10 lần bài khóa giả mang quá. Chép 15 lần. Ban nãy lúc các cậu nghe mắng thì gặp ngay mợ. Thêm 5 lần nữa. Hai cậu đúng là xui tận mạng đấy. Mợ đang tuổi mãn kinh, cuối tháng không cho hai cậu thêm một tập đề là may rồi. Tiễn Tiễn, cậu không có kế hoạch chơi Tết đúng không? Bọn mình đi chơi đi. Tính sao đi. Bài kiểm tra toán lần trước không biết được bao nhiêu điểm. Lần trước cậu chưa đến, cậu không biết đâu. Tôi thảm lắm. Đi chơi với hai cậu ấy chẳng có gì vui. Hay là như vậy, chiều thi toán nếu như tôi thi tốt, tôi sẽ đi chơi với các cậu. Thật sao? Tôi phụ hộ cho cậu chiều thi toán được điểm cao. Nào, ăn thêm miếng nữa. Ăn mới có sức chép phạt. Cậu đợi cô ấy phụ hộ thì môn toán của cậu toan rồi. Im miệng đi. Làm sao? Cậu chơi đi với bọn tôi chán ngắt thì sao? Bọn tôi còn không dắt cậu theo nữa. Đúng không Tư Diệt? Không trách sai địch được. Cậu cũng nhạt lắm. Cậu nói vậy tổn thương tình cảm lắm. Sợ tổn thương mà cậu còn ăn bao nhiêu cơm của tôi. Thông cảm nhé. Tại muốn chia sẻ giúp cậu. Cậu chu đáo quá. Chu đáo thì cậu chép giúp tôi một tờ đi. Đúng lúc thấy đói. Sao được, chữ hai đứa mình có giống nhau đâu. Cậu ăn hết cả thịt rồi. Chép chép chép. Cậu đừng chê chữ tôi xấu đấy. Nào Đặng Nguyễn Nguyễn, em phát bài cho cả lớp đi. Tiễn Tiễn, cậu thi thế nào? Đừng hỏi nữa. Hỏi là không ra được đâu. Có tiến bộ đây cậu gì? Đưa tôi xem nào. Cậu gấp đôi điểm cậu ấy. Được rồi, không nói chuyện nữa. Đừng ồn ào nữa. Nhìn điểm thi của các em xem. Nói chuyện cũng không thấy ngại sao? Chưa thấy nước đến chân đúng không? Thầy thấy sắp nghỉ đến nơi, nên trong ai cũng muốn nhẫn nhơ. Đứa đi muộn, đứa ngủ gật. Còn có đứa nói chuyện riêng trong giờ. Đúng là làm cho thầy hãnh diện quá. Thầy thấy còn có bạn cả học kỳ này không học được gì khác. Được cái chơi thân với trước sau trái phải lắm. Cái miệng thì chúm chím, bula bula suốt cả ngày không dừng lại được. Đợi tới lúc điểm thi cuối kỳ, thầy sẽ xáo trộn chỗ ngồi xếp lại lớp, để xem còn buông chuyện được không. Ngồi xuống hết cho thầy. Thầy chưa bảo hết giờ, đừng hòng được về.
lấy bàn kiểm tra ra. Ai cái gì mà ai, thầy thiếu các em sao, nợ các em sao? Nhìn vào đề bài lớn thứ hai từ dưới lên, câu số 17, câu 10 điểm đấy. Vì sao đổi chỗ ngồi rồi? Tìm đâu ra người cùng bàn tuyệt vời với tôi? Cô đừng có ảo tưởng nữa. Còn định bế quan cả kỳ nghỉ thật sao? Cô ấy đã bảo cô tiến bộ rồi còn gì? Mới tiến bộ đến đâu chứ? Lên được có 2 bậc. Chuyện xếp hạng với điểm số phải tách riêng ra chứ. Người ta đâu thể tiến bộ trong một sớm một chiều. Cậu cứ căng thẳng suốt còn áp lực hơn. Chẳng thà thư giãn cho thoải mái. Giả lại, trước đây cậu nói lên được 1 bậc là đủ rồi, giờ lại đổi ý. Nghĩ xong là đến cuối kỳ. Tôi làm vậy không phải là kỳ sau vẫn muốn. Muốn gì? Muốn kỳ sau vẫn muốn thoải mái hơn chứ sao? Giống như tôi đã không theo kịp. Lớp 10 đến lớp 12 thời gian ngắn lắm, cứ thoải mái đi. Được, nhưng nó còn nghe giờ mới lớp 10, sau này chỉ có khó hơn thôi. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Thầy nói cho mà biết, thi đại học giống như mua 1000 binh mã băng qua cầu Mộc Độc. Giỏi, câu này thuộc nằm lòng đấy. Nhưng mà đứa nào đứa nấy đừng có suốt ngày giả vờ chăm chỉ với thầy, kết quả sẽ không giả vờ với các em được. Được rồi, đợt này chỉ có 3 ngày nghỉ Tết thôi. 3 ngày không phải để các em thả lỏng. Hết kỳ nghỉ, cùng một câu hỏi mà ai còn làm sai, chép 10 lần cho thầy. Có biết chưa? Biết rồi. Hết giờ. Hết giờ rồi. Đi đi, đi thôi, đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Để đến lúc có điểm thi cuối kỳ, thầy sẽ xáo trộn chỗ ngồi xếp lại lớp, để xem còn buôn chuyện được nữa không. Không muốn đổi bàn cùng bàn thì cố lên. Anh xem hai đứa trẻ kia xứng đuôi ra phết đấy. Em nói xem Tiện Tiện ở trong phòng cả ngày rồi, không có chuyện gì chứ? Để anh đi xem con. Người ta mong con mình học hành chăm chỉ còn không được, anh thì hết lần này tới lần khác phá đám việc học của con. Học hành cũng phải nghỉ ngơi chứ, mà lại còn đang Tết nhất. Anh cứ lo hảo, nếu mệt nó tự biết ra ngoài. Mặc kệ đi. Này, ăn đi. Mẹ, con muốn xuống dưới đốt pháo hoa. Không được. Con không biết, con muốn ra ngoài. Con nói nhỏ thôi. Con muốn ra ngoài, con muốn ra ngoài đốt pháo hoa. Đừng gào nữa. Được rồi, được rồi, đừng có gào. Con nó muốn ra ngoài, cứ để nó ra ngoài. Thấy nó bên ngoài vui lắm. Vừa khéo, cả nhà mình dẫn Tiễn Tiễn ra ngoài hóng gió. Đợi đó, ba đi gọi chị con. Dạ được. Chỉ có chơi là nhanh thôi. Tiễn Tiễn, được rồi, được rồi, chụp ảnh. Cái này tắt nhanh lắm. Cậu nhanh lên đi. Tạo dáng này đẹp không? Đẹp lắm. Đẹp hả? Cậu để thấp xuống đi. Vậy sao? Không phải. Cậu nhìn đi, nhìn xem trong hình có đẹp không? Được rồi, tôi nhìn đây, đẹp mà. Cậu nhìn thấy chưa? Tôi nhìn rồi. Cậu đã chụp được chân tôi chưa? Mau lên, sắp cháy hết rồi. Được rồi, chụp rồi, cậu xem này. Cậu chụp cái gì vậy?
Cậu bảo tôi ngồi xuống chụp mà. Mặt của tôi đâu? Vậy phải làm sao? Sắp cháy hết rồi. Mua cái mới cho tôi. Đừng đừng đừng, mua cho cậu. Cho cậu hết. Cậu tự tập trước đi. Lại rỗng túi rồi. Tại cậu nuông chiều chứ sao? Biết làm thế nào được. Bọn tôi chơi với nhau từ bé. Cô ấy làm ầm lên là cả làng biết. Tôi buộc phải dỗ. Biết chú chó của Pablo không? Tôi là chú chó đó ấy. Phản xạ có điều kiện hay không thì tôi không biết. Nhưng đúng là cậu giống chó thật. Có tin cắn chết cậu không? Này, sắp giao thừa rồi, đốt pháo hoa đi. Không có hứng sao? Sao vậy? Vắng người quá. Cứ cảm thấy hơi chán. Cậu muốn gọi quỷ nhỏ ra chứ gì? Không nhìn ra đấy, Châu thiếu gia. Cậu sợ cô ấy ở nhà một mình, thấy cô đơn chứ gì? Không đời nào. Vậy cậu muốn gọi ai? Nào, cậu nói tôi nghe xem. Tôi muốn gọi Đinh Tỷ là gì cũng tốt cho cậu thôi. Tại sao? Cậu nghĩ mà xem, cô ấy đến Khổng Sa Địch sẽ vui chứ sao? Hai người họ chơi với nhau, cậu được giải thoát còn gì? Vậy thì anh em mình. Châu thiếu gia đỉnh thật đấy, chuẩn quá chuẩn. Đi đây Tống Tử Kỳ, tôi mua hai loại khác nhau. Đẹp. Đẹp đấy. Chắc chắn các bạn nhỏ khác sẽ phát hờn với cậu. Đi thôi. Đi nào đi nào. Đi đâu? Tôi tìm người biết chụp hình cho cậu. Đi đi. Tiễn Tiễn, ba mẹ đưa Thông Thông đi xem pháo hoa. Trên bàn có hoa quả ngọt sẵn. Đừng học mệt quá. Nếu muốn đi thì gọi điện cho ba mẹ. Mình cũng muốn đi xem pháo hoa với mọi người. Quỷ nhỏ. Đinh Tiễn, Đinh Tiễn, quỷ nhỏ, ra đây. Sao các cậu đến đây? Bọn Tống Tử Kỳ nói nếu cậu không đi thì họ cũng không muốn xem nữa. Cậu đừng có đổ thừa cho tôi. Đúng đấy, xuống đây đi. Sao vậy? Sắp 12 giờ rồi. Cậu mà không xuống là bọn tôi cảm lạnh cả lũ đấy. Tới đây. Chắc chắn không kịp rồi. Đừng nói hôm nay sẽ không được xem pháo hoa nhé. Các cậu không tới gọi tôi có phải là tốt không? Không sao. Cậu xem đằng nào giờ cũng tắt rồi. Thật ra chúng ta có thể đổi chỗ khác. Nhưng mà giờ này chắc không kịp đâu. Các cậu xuống xe đi, tôi có cách rồi. Đây bắt tài không cần trả lại. Tôi còn biết một chỗ, bây giờ đi vẫn kịp. Đi thôi. Đi.
Xin lỗi. Không sao đâu. Không sao, đằng nào thì trong phố cũng tắt đường mà. Vừa rồi cũng đã xem được rồi. Nhìn kìa. Nhìn kìa, pháo hoa. Đỉnh quá đi. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.